Thưa quý vị, phía sau thành công của hầu hết các chương trình y tế cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nhiều năm nay đều ghi nhận sự tham gia, đóng góp tích cực của lực lượng cộng tác viên sức khỏe cộng đồng. Nhằm ghi nhận và phát huy vai trò của lực lượng này, tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã thông qua nghị quyết về quy định mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy việc xây dựng mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tại thành phố đang được hiện thực hóa, giúp đội ngũ này yên tâm công tác. Hơn 15 năm nay, hầu hết mọi chương trình y tế cộng đồng tại quận Bình Thạnh luôn có sự tham gia của lực lượng cộng tác viên sức khỏe. Địa phương này đã xây dựng được mạng lưới 89 cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, mỗi khu phố một người, hầu hết là những cô chú lớn tuổi. Dù không có lương và chỉ mới được quận hỗ trợ mỗi tháng 100.000 đồng từ năm 2022, thế nhưng công việc của lực lượng này lại khá nhiều, vừa phát hiện, theo dõi, báo cáo các trường hợp bệnh tật, hỗ trợ quản lý bệnh tật, vừa giáo dục, tư vấn sức khỏe, giúp tạo môi trường sống khỏe mạnh. Việc này nói đúng ra là cũng vất vả, có nhiều khi đột xuất, nhiều khi trạm cần thì cũng phải là bỏ công việc ở nhà để tham gia. Hồi xưa giờ làm âm thầm hơn là một chút kinh phí của phường hoặc là của chỗ trung tâm của quận, rất cũng vui rồi. Mà bây giờ được thành phố quan tâm là một niềm rất phấn khởi, chúng tôi rất là lớn. Cái hiệu quả mà người cộng tác viên mang lại rất là lớn. Không những ở vấn đề công tác dự phòng mà kể cả công tác khám chữa bệnh cũng như là công tác là quản lý sức khỏe cho người dân sắp tới và mang lại rất là nhiều lợi ích. Đó là cái đội ngũ trung gian kết nối giữa mình và người dân mà trong thời gian nhanh nhất gần nhất. Để phát huy vai trò của lực lượng cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng ngân sách chi hỗ trợ hàng tháng cho mỗi cá nhân tham gia cộng tác tại thành phố Thủ Đức và 16 quận là 500.000 đồng, còn tại 5 huyện là 550.000 đồng. Bên cạnh đó, thành phố cũng hỗ trợ kinh phí 300.000 đồng một người một năm để mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình với các trường hợp chưa có thẻ này. Ban nhân hóa xã hội, hội đồng thành phố sẽ tiếp tục đeo bám ủy ban nhân phố các sở ngành để có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này một cách sớm nhất. Bên cạnh đó, thì trong quá trình tuyển chọn lực lượng cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, rồi tổ chức hướng dẫn tập huấn, rồi các cái nghiệp vụ liên quan, thì ban nhân hóa xã hội cũng sẽ cùng đồng hành với sở y tế, với các sở ngành có liên quan, các địa phương để cùng theo dõi, cùng hướng dẫn và cùng thực hiện cái nghị quyết này tốt hơn. Theo dự kiến, mỗi khu phố tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 3 cộng tác viên sức khỏe cộng đồng. Lực lượng này sẽ do Ủy ban Nhân dân phường xã quản lý và chuyên môn thì do trạm y tế tại địa phương quản lý. Công tác chi hỗ trợ cho nhóm lực lượng này sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Việc thành phố xây dựng cơ sở pháp lý để cụ thể hóa chính sách hỗ trợ cho nhóm lực lượng cộng tác viên sức khỏe cộng đồng được xem là xung lực để giúp cho thành phố sớm hình thành một mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng bền chặt. Thông qua đó thể giúp cho ngành y tế thành phố phần nào giải quyết được bài toán khó khăn về nhân lực và từng bước thực hiện có hiệu quả các công tác chăm sóc, nâng cao chất lượng, bảo vệ sức khỏe nhân dân.